Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta vào phần luyện nghe của Unit 16 các bạn nhé. Bây giờ là phần luyện nghe, ta sẽ bắt đầu với phần trước khi chúng ta luyện nghe. Thì người ta đề nghị mình làm việc theo cặp và hỏi và trả lời những nước mà những hỏi và câu trả lời một câu hỏi dưới này thôi. Là người ta hỏi thế này: nước nào ở ASEAN này, ở khu vực Đông Nam Á chúng ta này, là sử dụng tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai của nước họ. Đó, second language. Language này là ngôn ngữ thứ hai các bạn nhé. Second language này là ngôn ngữ thứ hai ngoài cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của họ đó. Vậy thì các nước Đông Nam Á thì có những nước nào các bạn? Thì bây giờ mình hướng cho các bạn luôn, thì nó có 3 nước người ta dùng tiếng Anh như là cái ngôn ngữ thứ hai của họ đó. Nước đầu tiên là nước Malaysia, chúng ta hay gọi là Malaysia đó. Nước thứ hai là Philippines, nước Philippines đó các bạn. Và nước thứ ba là Brunei, là nước Brunei đó. Đó, 3 nước đó là người ta dùng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai của nước của họ đó. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào phần, trong khi chúng ta nghe, chúng ta luyện nghe phần chính của hôm nay của chúng ta. Là người ta yêu cầu mình là nghe cái đoạn hội thoại giữa ông Hùng và con của ông ta là bạn Nga để chọn câu trả lời tốt nhất điền vô cái chỗ trống này, mỗi chỗ trống này là trong 3 phương án ABCD này, vượt 3 phương án ABC này. Rồi, vậy chúng ta tiếp cận cái dạng nghe này như thế nào thì hôm trước mình cũng hướng dẫn các bạn rồi. Mỗi cái dạng nghe nó có một cái kỹ năng nhất định, nó có một cái phương pháp nhất định. Ví dụ trường hợp này thì chúng ta để ý như cái câu 1 á, là chắc chắn rằng chúng ta quan tâm nhất ở phía sau câu hỏi của bạn Nga. Bạn Nga hỏi bố bạn về vấn đề gì? À, và là chúng ta tập trung nghe sau khi câu bạn Nga hỏi, là chúng ta biết, ta để ý ở phía sau đó bạn Nga hỏi cái gì nha các bạn nha. Lưu ý cái đoạn hội thoại giữa bạn Nga và ông Hùng. Rồi, nhớ là bạn Nga hỏi ông Hùng về cái gì thì chúng ta đọc lướt qua 3 phương án này nha. Các bạn cố gắng đọc nhanh lướt qua 3 phương án này để làm sao? Để chúng ta định hình được những gì chúng ta sẽ nghe trong cái đoạn cái chỗ trống này nè. Chắc chắn là chỉ có 3 cái phương án này thôi, đúng không các bạn? À, thì mình chắc chắn mình chỉ khoanh tròn lại 3 cái chỗ mà chúng ta cần nghe, khoanh tròn lại những cái thông tin chủ yếu tập trung ở 3 câu này thôi. Đó, các bạn, cái kỹ năng của mình là như vậy. Ví dụ mình nghe mình đoán mà đọc lướt qua 3 phương án. A là ngôn ngữ tiếng Anh được nói ngôn ngữ tiếng Anh được nói ở Mỹ. Đó, ở Mỹ được chưa các bạn? Đó. Rồi những người nói tiếng Anh ở Anh. Đó. Rồi số lượng người nói tiếng Anh ở các quốc gia Đông Nam Á như thế nào? Đó, thì mình để ý những cái thông tin nó chỉ cái show quanh 3 câu này thôi, chắc chắn rồi. Được chưa các bạn? Tương tự câu số 2 cũng vậy. Chúng ta để ý là các quốc gia ASEAN bao gồm như thế nào. Mình để ý cái chữ bao gồm phía sau nó là gì. À, tập trung 3 cái phương án này, ta lướt qua. À, 1/4 là 1/4 của 1 tỷ đó. Đó, 250 triệu đó. 250 triệu người Hồi giáo. 25 triệu người Hồi giáo, một cái là 250, một cái là 25 triệu người Hồi giáo, một cái là 500 triệu người Hồi giáo. Đó, vậy là chúng ta lưu ý con số nha. Tất cả phía sau này là chắc chắn là con số là bao nhiêu triệu người Hồi giáo đó. Các bạn lưu ý nha. Một cái là 250 triệu nè. Một cái là 250 triệu là 1/4 tỷ đó các bạn. Ok, 1/4 tỷ nè. Một cái là 25 triệu nè. Một cái là nửa tỷ nè, là 500 triệu nè. Rồi, đó là câu 2. Tương tự vậy câu 3 là thế, ta để ý này. Những người Hồi giáo chủ yếu sống ở đâu? À, phần lớn chủ yếu sống ở đâu? Vậy thì ta tập trung ở quốc gia. À, một là Philippines, hai là Indonesia, Malaysia, Myanmar, hai là Indonesia và Malaysia. Những cái này thì các bạn tập trung một xíu là chúng ta nghe được hết liền. Rồi, tương tự đó câu 4 thì là tôn giáo chính ở Việt Nam là gì? Đó, tôn giáo chính này, tôn giáo chính ở Việt Nam, à, Phật giáo này, Hồi giáo này, Công giáo này, Thiên Chúa đó, vân vân. Đó, các bạn tập trung để ý nha. Đó, những cái chỗ đó tương tự như câu cuối cùng của phần bài tập số 1 này. Ông Hùng nghĩ như thế nào? Ông Hùng nghĩ như thế nào? À, chính ông ấy sẽ sao? Sẽ dậy muộn, sẽ thức dậy muộn vào sáng ngày hôm sau. Nga sẽ dậy muộn vào sáng ngày hôm sau. Và cả hai người sẽ dậy muộn vào sáng ngày hôm sau. Đó, như vậy các bạn để ý nha. Rồi, như vậy là bắt đầu bây giờ mình mời các bạn nghe lần thứ nhất. Không có script, không có đáp án. Và lần thứ hai mình sẽ hướng dẫn các bạn trả lời cùng với script đáp án luôn các bạn nha. Rồi, bây giờ mời các bạn nghe lần thứ nhất. Listen to the dialogue between Mr. Hùng and his daughter Nha and choose the best answer, A, B, or C, to complete each of the following sentences.
What are you doing? It's so late. Why don't you go to bed? I'm trying to finish my essay about the culture and religions of the Asian countries. I'll have to submit it to my teacher tomorrow. May I ask you something, Dad? Yes, what's that? Do you know how many people in Southeast Asia speak English? I'm not sure, but the ASEAN region has the third largest number of English speakers, just after the US and UK. Really? Exactly how many people speak English? Around 50 million, I think. Mostly in the Philippines. Do you know anything about religions? The ASEAN countries include three main religions. They are Islam, Buddhism, and Catholicism. What is Islam? A religion based on a belief in one God and the teaching of Muhammad. It's the religion of the Muslims. Can you tell me something more about the Muslims? It's an interesting question. The ASEAN countries have more Muslims than any other geopolitical entity. But how many Muslims, Dad? Oh, let me try to remember. About 250 million, mostly in Indonesia and Malaysia. And what about the other religions? Other main religions of the various countries in the region include large numbers of Buddhists and Catholics in the Philippines. What is the main religion in Vietnam? It's Buddhism. Many people go to pagodas. Well, and now I think I've got all the information I need for my essay. Thank you very much, Dad. Oh, that's all right. Finish your writing and go to bed. I'm afraid you'll get up late tomorrow morning. 3. Rồi, bây giờ mình mời các bạn nghe lần thứ hai có script, có đáp án cho các bạn luôn. Mình hướng dẫn các bạn trả lời luôn. Dialogue between Mr. Hum and his daughter Nha, and choose the best answer, A, B, or C, to complete each of the following sentences. What are you doing? It's so late. Why don't you go to bed? I'm trying to finish my essay about the culture and religions of the ASEAN countries. I'll have to submit it to my teacher tomorrow. May I ask you something, Dad? Yes, what's that? Do you know how many people in Southeast Asia speak English? I'm not sure, but the ASEAN region has the third largest number of English speakers, just after the US and UK. Really? Exactly how many people speak English? Around 50 million, I think. Mostly in the Philippines. Do you know anything about religions? The ASEAN countries include three main religions. They are Islam, Buddhism, and Catholicism. What is Islam? A religion based on a belief in one God and the teaching of Muhammad. It's the religion of the Muslims. Can you tell me something more about the Muslims? It's an interesting question. The ASEAN countries have more Muslims than any other geopolitical entity. But how many Muslims, Dad? Oh, let me try to remember. About 250 million, mostly in Indonesia and Malaysia. And what about the other religions? Other main religions of the various countries in the region include large numbers of Buddhists and Catholics in the Philippines. What is the main religion in Vietnam? It's Buddhism. Many people go to pagodas. Well, and now I think I've got all the information I need for my essay. Thank you very much, Dad. Oh, that's all right. Finish your writing and go to bed. I'm afraid you'll get up late tomorrow morning. Rồi, như vậy là các bạn được nghe lần thứ hai. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn hiểu cái đoạn hội thoại này và bắt đầu chúng ta đáp giải đáp. Đầu tiên là ông Hùng hỏi con ông là bạn Nga là con đang làm gì vậy? Trời mà khuya rồi, muộn rồi, tại sao con không đi ngủ đi? À, bà Nga trả lời, dạ con đang cố gắng hoàn thành cái bài luận của con về văn hóa và tôn giáo ở các quốc gia Đông Nam, ở các quốc gia ASEAN này. Và con sẽ nộp bài luận của con cho thầy giáo của con vào ngày mai. Bố ơi, con có thể hỏi bố một vài thứ được không, vài điều được không? Ông Hùng trả lời là, vâng, con định hỏi gì vậy? Con định hỏi gì vậy? Thì bà Nga nói là, bố có biết là bao nhiêu người ở các quốc gia Đông Nam châu Á này nói tiếng Anh không?
Ông Hùng trả lời là bố không chắc lắm, nhưng cái khu vực Đông Nam Á này á là đứng thứ ba. Đứng thứ ba này các bạn này. Đó, đứng thứ ba về cái gì? Đứng thứ ba về số lượng những người nói tiếng Anh trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Anh thôi, chắc chắn rồi. Đó thì bạn Nga trả lời, ồ thật vậy sao? Thế chính xác là bao nhiêu người nói tiếng Anh ở đây? Ông Hùng trả lời là khoảng 50 triệu người. Khoảng 50 triệu người. Ông nghĩ như thế. Hầu hết là ở Philippines. Hầu hết là ở Philippines nói tiếng Anh rất là nhiều. Thế thì bà Nga hỏi, trả lời hỏi tiếp nè. Thế bố có biết bất cứ thứ gì về các cái tôn giáo ở đây không? Ở Đông Nam Á này không? Ông Hùng trả lời là ở các quốc gia Đông Nam Á là bao gồm 3 cái tôn giáo chính. Đây, 3 tôn giáo chính. Chắc chắn là Hồi giáo, Phật giáo và Kitô giáo, là Thiên Chúa giáo đó các bạn. Là cái bà Nga hỏi là thế thì Hồi giáo là như thế nào? Hồi giáo là sao? À, ông Hùng trả lời là Hồi giáo nó là một tôn giáo dựa trên cái niềm tin về một vị Chúa, một vị thần, một vị Chúa, và người dạy dỗ Muhammad này, Muhammad này các bạn này, là cái người, là người khải thị đó, là người truyền dạy những lời Chúa cho chúng sinh đó, là Muhammad này. Đó. Và nó là tôn giáo của người Hồi, đạo Hồi đó, người ta hay gọi là đạo Hồi giáo đó các bạn. Đó. Rồi tiếp tục là tiếp bạn Nga hỏi tiếp này. Thế bố có thể nói cho con, đây này bạn Nga hỏi tiếp này, thế bố có thể nói cho con một vài thứ nhiều hơn về cái đạo Hồi này không? Nói nhiều hơn về cái đạo Hồi này được không? Thế ông Hùng trả lời là nó là một câu hỏi hay. Đó, đây là một câu hỏi rất là thú vị. Các quốc gia Đông Nam Á này có rất nhiều những người theo Hồi giáo hơn bất cứ cái khu vực địa chính trị nào cả. Cái đây là một cụm từ rất là chuyên ngành nha các bạn nhé. Đây là địa chính trị nè. Địa chính trị, khu vực địa chính trị có nghĩa là một thực thể chính trị cụ thể đó. Ví dụ Đông Nam Á này, hay là Nam Mỹ này, hay là Phi Châu, hay là Bắc Âu nữa đó, vân vân. Người ta hay gọi là những cái địa chính trị cụ thể này các bạn nha. Đó, những cái khu vực chính trị đó, những cái thực thể chính trị đó. Rồi, như vậy là ông nói là ở Đông Nam Á là nơi mà có nhiều người Hồi giáo nhất so với trên toàn thế giới đó các bạn. Đó, bất cứ nơi nào khác cũng không thể so được. Thế thì bà Nga trả lời, bà Nga hỏi tiếp này, thế thì bao nhiêu người theo Hồi giáo vậy ba? À, người theo đạo Hồi giáo. Thì ông Hùng trả lời là để cho bố thử nhớ nha, bố thử thì nhớ, khoảng 1/4 tỷ người. Đó, 1/4 là 250 triệu đó, hồi nãy mình nói đó các bạn đó. Khoảng 1/4 tỷ người, 250 triệu đó, hầu hết là ở Indonesia và Malaysia. Và Nga, bà Nga hỏi thế thì những cái tôn giáo khác thì sao? Những tôn giáo khác ở đây thì sao? Ông Hùng trả lời là những tôn giáo chính ở các quốc gia này nó bao gồm rất nhiều quốc gia khác nhau. Đó, bao gồm là sao? Trong khu vực này bao gồm là một lượng lớn những người theo đạo Phật nè, và những người theo bên Công giáo này, bên Thiên Chúa ở Philippines. Đó. Thế bà Nga hỏi thế thì tôn giáo chính ở Việt Nam là gì? Tôn giáo nào? Đương nhiên rồi, ông Hùng trả lời chắc chắn là Phật giáo rồi. Đó, Phật giáo. Và nhiều người đi đến rất là nhiều chùa. Đó, ông Hùng nói Phật giáo là chính là chắc chắn rồi, và rất là nhiều người đi đến rất là nhiều chùa. Và bà Nga hỏi, ô, vậy thì bây giờ con nghĩ là con đã có tất cả các thông tin mà con cần rồi, con cần cho cái bài luận của con rồi. Cảm ơn bố rất là nhiều nhé. Thế ông Hùng trả lời là, ô, được rồi, hoàn thành cái bài luận của con đi và đi ngủ. Bố sợ rằng là con sẽ dậy muộn vào ngày mai đó. Đó, như vậy là cái đoạn hội thoại các bạn đã nắm hết được rồi, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào giải quyết thôi, rất đơn giản thôi các bạn. Bây giờ cái bài tập số 1 nè. Bài tập số 1 này các bạn để ý nè nha. Là bà Nga hỏi bố về điều gì? À, chắc chắn rồi, phương án C đúng không nào? Đó, trong bài chúng ta vừa nghe xong, chúng ta vừa được hướng dẫn xong, bà Nga hỏi là số lượng những người nói tiếng Anh ở các quốc gia Đông Nam Á này, nó dễ đúng không các bạn? Rồi câu 2 này, các quốc gia Đông Nam Á bao gồm cái điều gì? À, trong này chỉ có phương án A là chắc chắn nhất 100%, là 1/4 tỷ người theo đạo Hồi, là 250 triệu người đó, hồi nãy mình vừa nói cho các bạn xong đó, được chưa? Rồi câu số 3 này các bạn này, những người Hồi giáo chủ yếu sống ở đâu? Rất dễ đúng các bạn, những người Hồi giáo chủ yếu sống ở Indonesia và Malaysia. Đó, cái đó là nãy chúng ta vừa xem xong. Và câu 4 này, tôn giáo chính ở Việt Nam là gì? Rất dễ đúng các bạn, nhìn vô ta biết làm ngay liền, câu A, Phật giáo. Đó, ông Hùng vừa nói xong. Và cuối cùng là ông Hùng nghĩ rằng á, là gì? À, ông Hùng nghĩ rằng là bạn Nga sẽ phải dậy muộn vào buổi sáng ngày hôm sau. Đó, cái câu cuối của ông Hùng nói đó, chúng ta vừa nói xong đó các bạn ha.
Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết xong cái bài tập số 1 đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi một xíu. Hẹn các bạn 5 phút sau nữa chúng ta sẽ làm hết cái bài tập số 2 và bài tập số 3 và vào cái phần sau khi chúng ta nghe luôn. Mà nếu các bạn mà xem xong cái video này mà các bạn vẫn chưa tìm ra cái video tiếp theo của bài tập số 2 và phần sau khi nghe, các bạn vào cái danh sách phát của mình trong cái kênh học tiếng Anh miễn phí của mình, vào danh sách phát hướng dẫn học tiếng Anh lớp 12 là các bạn sẽ thấy ngay được liền. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.